Xin chào mọi người. Thì tối hôm qua sanh xong rồi đó, thì bây giờ sáng thì cơ sẽ bắt đầu ăn sáng. Đây, phần ăn rất là ít. Vẫn là chế chén cơm ngày xưa. Có chút chứ, không đủ nhét đâu. Nên là cơ có nhắn tin cho Aki là để lát Aki đem bánh lại thêm á mọi người. Chứ ăn nhiều đây đâu có đủ đô đâu. Mời mọi người ăn cơm sáng nha. Chiều hôm qua là bị đau bụng á mọi người, đâu có ăn được đâu. Tại vì rất chiều đã bắt đầu cái cơn đau nó nhiều hơn tới tấp. Ví dụ như buổi trưa, buổi sáng lúc 11 giờ á, 1 tiếng thì nó đau chừng ví dụ 10 phút thì nó đau một lần, thì trong 10 phút đó còn ăn cơm được. Tới tầm chiều 4 giờ đổ đi, 5 phút nó đau một lần, 5 giờ đổ đi ha, không biết 5 phút nó đau mấy lần luôn mà nó đau một cách kinh dị. Vừa có nằm trên giường người ta đo bụng đó, đo em bé cử động á, đâu có ăn uống gì được đâu. Xong rồi nhỏ y tá nó mới nói thôi nó dẹp cơm, tại vì người ta cũng quy định là trong 1 tiếng người ta dẹp cơm mọi người. Cái nó mới gói cho cơ lại cái cục cơm với lại cái trái cây để kiểu như chừng nào mà ăn được thì cứ ăn á. Cục cơm có bị lớn với miếng trái cây ăn với cây dùng sốt ruột nữa. Xong rồi lúc đau vừa đi vừa gán ăn. Rồi tới 10 giờ rồi nó đưa đi ra đẻ. Vô gặn hết hơi xong đi lúc mà gặp em bé thì cũng chưa có thấy đau bụng, tại lúc đó vui mọi người. Xong về phòng. Về phòng xong rồi nằm ngủ á. Trời ơi, 2 giờ mấy, đói quá trời đói. Cái bụng nó ọt ọt mà mình kiểu mình đuối sức á, mình không có sức á. Cái mình đói quá chịu không nổi, xong cái mới bấm nút kêu nhỏ y tá. Rồi cái hỏi nó là bây giờ nói với chồng mình là đi, nói với Aki là Aki đem đem bánh đem đồ ăn lại thì có được hay không. Cái nó nói bây giờ khuya rồi nó không có cho đem. Nó nói giờ gán nhịn tới sáng được không, khoảng 7 giờ rưỡi. Là lúc đó là cái nó nghĩ sao vậy, nó kêu nhịn là khoảng 4 tiếng mấy. Xong cái kênh nó vậy thôi để gán nhịn. Cái nó hỏi có mua nước uống cho đỡ đói. Tội uống nước thì nó cũng nhầm nhò do nhiều khi còn sót cục nữa. Nhưng mà có nước. Cái kênh nói thôi có nước rồi. Rồi lên mạng. Lướt. Cái chói con mắt á mọi người dễ ngủ. Chứ nó lâu quá ngủ không được. Lát nhắm mắt ngủ được. Ngủ được tiếng giật mình mà đói quá trời đói. Rồi hồi nãy nó mới lấy máu xong, giờ nó đem cơm, giờ là 7 giờ, 8 giờ mấy à. Chưa, 7 giờ 50. Ăn xong rồi uống thuốc. Nó nãy nó nói là hôm nay em bé về phòng của cơ chưa có được, nó còn làm gì á, nhưng mà nếu mà nó đẩy tới cho mình coi em bé rồi rồi xong nó đẩy đi về, chứ nó hồi chưa có cho em bé ở chung với mình luôn. Nguyên ngày nay mà ở mình buồn chết luôn. Cái phòng hôm qua mà cơ quay cho mọi người coi á, cái đó là cái phòng bình thường, cái phòng miễn phí, nó không có nhà tắm. Xong rồi cái phòng 3 sen là cơ đặt là khác nữa nha, mà hồi tối này nó nói là cái phòng đó hết 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 phòng rồi, kiểu như người ta vô trước mình, người ta chưa về á. Nó nói giờ còn phòng 5 sen thì đổi luôn chứ biết sao giờ, tại vì cái phòng bình thường lúc mà cơ đi đẻ mọi người là buổi tối đó cũng có người vô mà kiểu như đông quá hay sao hết phòng.
Nó giờ chỉ còn có phòng 5 sen thôi. Thì vô luôn. Cái giờ phòng nào ạ? Cái phòng này có to, có nhà tắm. Mà có tắm đâu. Lao mình thôi. Chứ nghĩ sao kêu vô tắm chắc chết luôn. Chỗ nào khỏe tôi sẽ quay cho mọi người xem cái phòng 900 nghìn một ngày. Một lát Aki đem bánh. Aki điện thoại xin bác sĩ cho vô mà người ta không cho vô mọi người. Xin cho một xíu thôi, nhìn con thôi cũng không cho nữa. Vậy rồi giờ mẹ cơ với Aki phải đợi 4 ngày sau. Ở nhà nôn thật sự quá. Đẻ xong rồi, cái lúc đẻ gặn em bé ra mọi người thì nó không có đau. Đau là sợ nhất cuộc đời, sợ ám ảnh mấy đời luôn. Là cái lúc mà đau mà nó đợi nó mở cái cửa mình ra mọi người. Trời ơi, hồi lúc trưa còn đỡ, tới lúc tối nó dồn dập á. Má ơi, từ lúc mà 11 giờ là nở 2 sen. Rồi nó quằn cái tới 2 giờ mà nó 2 tiếng đồng hồ nó mở lên có 1 sen, nó 3 sen. Rồi một chút nó mở lên càng ngày càng to mọi người thì nó càng đau. Mình đau trời ơi má ơi. Đau mà cơ nằm cơ lết cơ giọng vô tường cơ ôm cái giường nghe cơ muốn dở cái giường lên luôn nhỏ vậy ta. Cái nó đau qua vậy mọi người, rồi mệt cái tự nhiên ngủ xong cái đầu chưa được 3 phút nữa cái nó tới cơn đau nữa. Trời ơi đau xong rồi cái lúc mà đi xuống cho bác sĩ khám coi nở bao nhiêu cơ mình á, bao nhiêu sen á, cái có hàng nhỏ cũng nhập viện chung ngày người Nhật mà nó ngồi nó cười te tét. Xong cái mình nói nè, ủa hai người đó không có biết đau à? Cái này chưa tới, hai người này mới vô à. Quá trời sợ thiệt luôn rồi đó mọi người biết á, đau nhưng mà kiểu như nếu mà mình nằm hoài á thì tao nói á, nếu mà nằm hoài á chịu đau á thì chết khoảng 12 giờ khuya mới có thể đẻ. Nó nói nếu được á thì chơi giới đi lui. Má ơi, vừa đau vừa đi đau đi mà tao kiểu như là bây giờ tranh thủ làm sao cho nó nở ra mọi người. Trong một lát chịu hết nổi rồi, coi vô trong toilet nguyên ngày hôm qua, coi vô toilet chắc có mấy chục lần. Mỗi lần nó lên cơn đau quá, cứ ghét, cứ gặn, cứ đè, cứ gặn luôn, mà gặn đâu ra. Mà đau quá trời đau. Có bầu khỏe nhiều là lúc đẻ nó tàn thân đây hãy với nhau. Hoàng ngắp của cơ á. Nó có 3,2 kg. Yeah. Mà găng còn không nổi không ra. Rồi cô dùng hết sức luôn mọi người, chứ không phải như kiểu như trong phim mà găng mà hơi hơi đâu, kiểu như găng mà gọi là phải ra cho bằng được luôn, dùng hết sức luôn. Tại vì nghĩ là cơ sở là cái đầu của em bé bị dài á mọi người, kiểu mình hết hơi á. Ủa cố gắng cơ găng mà nó đâu có ra. Mà trong khi đó thì y tá nói là cái cửa mình của cơ nó mở hết mức rồi đó, là 10 sen. Xong rồi cái gặn hồi cái bác sĩ lên, nhỏ y tá nó nói đáp bác sĩ lên, bác sĩ sẽ cắt cái cửa mình. Thôi đó kêu nghe tới đó cái cô quầy và kêu nói gì mẹ con ơi, cho nó rồi cắt cái cửa mình. Cái mẹ nói gì vậy, cho nó cắt để lấy em bé ra. Mà ơi, mình đang gặn như này mà nó lấy cái kéo nó bấm cơ, là muốn banh cái bệnh viện luôn.
kiểu như bị hoảng. Trời ơi, một lúc sau gặn ba hơi giống già, như là gặn liên tục 4 hơi 5 hơi nó móc em bé ra. Thì lúc đó thì không đau luôn, thấy em bé là hết đau. Còn lát cái lúc mà nó mai á, thì lúc đầu hơi giật mình nha, nó đưa cái kim vô hốt là lên hết hồn, kiểu như hết hồn. Xong rồi tự nhiên cái lúc đó vừa nhìn em bé xong cái thôi kệ, mày muốn mai gì mày mai luôn, cũng không đau luôn. Xong rồi nó nhét cái gì vô trong trong bụng mình đó mọi người. Lúc đó là cứ nghĩ là làm xong rồi nha, ai ngờ lát nhảy tới nó lại, nó rút ra, trời ơi, nó rút như nó rút ruột mình vậy đó. Mà không biết cái đó là như băng gạc hay gì, nó hút máu hay là cái nó hút cái, hay là nó lôi cái dây rúng ta, không biết, không thấy. Mình nó rút vậy nè, trời ơi, dày ngược mà trong bụng mình nó ọ, nó kéo ra. Trời ơi, lúc đó nó cũng thốn thốn. Nhưng mà không ơi, không có cái gì mà nó đau, nghĩ lại là không có cái gì mà hệ thống bằng cái lúc mà đau đại cơ đẹp, đại não cơ mình chứ. Nên là vượt qua được luôn. Đâu có ông đè, ông đè cái bụng người ta, nước ở trong bụng nó chảy ra. Mẹ có nói gán đẻ đi con, gán đẻ ra nhanh gọn lẹ. Hôm bữa nói sang năm đẻ thêm đứa con gái nữa. Trời ơi, con nghe tới đó cái câu này con nói không đẻ nữa đâu, một đứa thôi. Mẹ có nói vậy mà nên bởi mạnh miệng nói sang năm phải kiếm con gái. Nếu như mà không có bị đau nút chờ đẻ thì đẻ mấy đứa cũng được, mà đau kiểu như vậy thôi, một đứa thôi. Có đau á, còn hỏi y tá gì nè. Có cái thuốc gì uống vô cho ngủ luôn. Ngủ luôn cho tới khoảng chừng 12 giờ đó, rồi kêu dậy đi đẻ được không. Chịu không nổi. Ăn xong rồi mọi. Cái video chia sẻ cái cảm giác khi đẻ đến đây, cảm ơn mọi người đã xem video, mọi người nhấn like và đăng ký theo dõi gia đình của kênh nha. Tương lai thì Đà sẽ quay Arashi nhiều hơn chắc rồi đó. Bye bye mọi người.